Hey, xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức. Xin mời các em vào lớp, chúng ta ôn tập nội dung của Nghị định số 12/2020 của Chính phủ quy định về xử kỷ luật cán bộ công chức viên chức với các câu hỏi mà thầy âm lớp chúng ta. Bây giờ xin mời các em vào lớp, chúng ta cùng nhau giải đáp các câu hỏi này. Câu hỏi số 1 có nội dung: anh hãy cho biết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 12/2020. Ý thứ hai, anh chị đã trình bày nội dung của các nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức được quy định tại Nghị định số 12/2020. Thì chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi này như sau. Trên cơ sở thực hiện các nội dung của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12, trong đó quy định những nội dung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, xác định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như đưa ra các nguyên tắc xử lý kỷ luật cụ thể như sau. Chúng ta thấy ý thứ nhất đó là về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 12. Thì Nghị định 12/2020 quy định về nguyên tắc về xử lý kỷ luật, việc áp dụng với hình thức kỷ luật tương ứng các hành vi vi phạm. Sau này chúng ta sẽ học về khiển trách này, cảnh cáo, cách chức buộc thôi việc, đúng không ạ? Những hành vi tương ứng vi phạm với thẩm quyền, trình tự thủ tục kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Thì thấy rất rõ đây về phạm vi điều chỉnh của Nghị định 12, đó là về nguyên tắc xử lý kỷ luật, rồi việc áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Ý thứ hai về đối tượng áp dụng của Nghị định 12 thì áp dụng đã thấy có 3 đối tượng xuyên suốt: cán bộ công chức viên chức và thêm đối tượng thứ tư cán bộ công chức viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Đấy, các anh nhớ thành 4 đúng không? Cán bộ công chức viên chức là chúng ta nhớ là 3 rồi, cộng 1 tổng hợp là cán bộ công chức viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là 4, anh nhớ số lượng như vậy. Thì đối tượng đầu tiên áp dụng với Nghị định 12 là cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đại biểu hội đồng nhân dân, hoạt động chuyên trách, ta gọi chung là cán bộ, là những người, ta thấy cán bộ là những người thực hiện các công việc theo nhiệm kỳ, gọi ta thấy những người làm trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan đảng này, đúng không? Và theo nhiệm kỳ các em nhé, đại biểu hội đồng nhân dân, hoạt động chuyên trách. Thứ hai, đối tượng điều chỉnh đó là công chức được quy định tại khoản 2 điều 4 của luật cán bộ công chức, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 điều 1 của luật sửa đổi bổ sung năm 2019 ấy, sửa đổi một số điều của luật cán bộ và luật viên chức và công chức cấp xã được quy định tại khoản 3 điều 4 của luật công chức. Thì chúng ta thấy đối tượng thứ hai là công chức theo quy định tại khoản 2 điều 4 của luật cán bộ công chức được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức, và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 điều 4 của luật cán bộ công chức. Đối tượng thứ ba là viên chức theo quy định tại điều 2 của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019. Và đối tượng thứ ba là viên chức theo luật theo điều 2, đúng không ạ? Quy định tại điều 2 của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019. Đối tượng thứ tư là cán bộ công chức viên chức cũng hợp luôn, đúng không? Ba đối tượng đã nghỉ việc, đã nghỉ hưu, thấy đúng không ạ? Thấy nói chung đó là những người mà gì đã nghỉ việc, đã nghỉ hưu, là bốn đối tượng áp dụng, đúng không ạ? Rất là rõ với nghị 12. Và việc xử lý kỷ luật đối với người làm việc trong các tổ chức cơ yếu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu. Thế với việc xử lý kỷ luật đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu. Thấy rất là rõ về đối tượng thực hiện rất rõ ở đây, đúng không ạ? Nội dung về bốn đối tượng áp dụng, đúng không ạ? Ý thứ hai, câu hỏi số 1 đó là về nguyên tắc xử lý kỷ luật. Với nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức thì được quy định tại điều 2. Nhớ về số lượng xử lý kỷ luật là có, nhớ là có 8 nguyên tắc xử lý kỷ luật. Nguyên tắc thứ nhất đó là khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, nghiêm minh, đúng pháp luật. Ta nhớ là khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, nghiêm minh, đúng pháp luật. Nguyên tắc thứ hai là mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Ta nhớ mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Và trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ công chức viên chức và từ hai hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp mà bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc, không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ công chức viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau. Thì chúng ta nhớ ở đây với mỗi nguyên tắc thứ hai là mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật, có thể khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc, đúng không ạ? Và trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ công chức viên chức mà có hai hành vi vi phạm trở lên thì chúng ta nhớ sẽ bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm, có thể là bị khiển trách hay là cảnh cáo, áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc. Bãi nhiệm với cán bộ, đúng không ạ? Nên còn buộc thôi việc với công chức và viên chức, không tách riêng
từng nội dung vi phạm của cán bộ công chức viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau, đó là nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba là trường hợp cán bộ công chức viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật nếu tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau. Đấy, trong trường hợp mà cán bộ công chức mà đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật lại tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau. Một là nếu hành vi vi phạm xử kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng, ta nhớ là nếu có hành vi vi phạm hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành. Chúng ta nhớ là nếu có hành vi vi phạm kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật thì mà đang áp dụng thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành. Giả sử chúng ta thấy ở đây với công chức đang cảnh cáo, đúng không ạ, hình thức là mà hành cáo mà lại có tiếp tục có hành vi phạm nhẹ hơn, đúng không, hoặc thì là khiển trách nhỉ, hoặc là bằng hình thức cảnh cáo thì chúng ta thấy sẽ áp dụng hình thức nặng hơn so với cảnh cáo, chính là buộc thôi việc đối với viên chức mà không giữ chức quản lý, còn viên chức có chức vụ quản lý thì là hình thức cách chức. Đấy là thấy là rõ. Trường hợp thứ hai là nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức đang thi hành. Chúng ta nhớ là nếu các công chức mà có bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức đang thi hành thì áp dụng hình thức nặng hơn một mức so với hình thức áp dụng đối với hành vi vi phạm mới. Nhớ rất rõ ở đây là nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức đang thi hành thì áp dụng hình thức nặng hơn một mức so với hình thức áp dụng với hình thức vi phạm mới. Thì chúng ta thấy rất rõ, nếu mà hình thức vi phạm của các bộ công chức thấy nặng hơn, đúng không, với bây giờ họ đang là khiển trách nhưng mà họ có hình thức nặng hơn, đúng không, một mức mà thì chúng ta sẽ áp dụng hình thức cao hơn, đúng không, với hành vi phạm mới là hình thức cảnh cáo. Thì thấy rất là rõ, đúng không, đối hình thức cảnh thì thấy tăng lên, đúng không? Rất rõ ở đây. Đây là nguyên tắc thứ ba, chia làm hai trường hợp như vậy. Với trường hợp các bộ công chức đang thi hành kỷ luật, quyết định kỷ luật mà tiếp tục có hành vi vi phạm, đúng không. Nguyên tắc thứ tư là khi xem xét kỷ luật thì phải căn cứ vào các nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa và khắc phục khuyết điểm vi phạm, hậu quả đã gây ra. Nên nhớ là khi xem xét xử lý kỷ luật thì phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa hoặc khắc phục khuyết điểm vi phạm, hậu quả đã xảy ra. Nguyên tắc thứ năm là không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính. Ta nhớ là ta sẽ không áp dụng xử phạt hành chính như lập biên bản đấy, chúng ta thấy phạt tiền các thứ, hoặc là hình thức kỷ luật đảng, đúng không, thay cho hình thức kỷ luật hành chính, ta thấy là khiển trách, cảnh cáo, có chức vụ thôi việc đấy, đúng không, và xử luật kỷ luật hành chính thì không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nghĩa là phạt tù, nghĩa là không phải dùng khiển trách, cảnh cáo, đúng không? Thay cho hình thức truy vi phạm đó phải truy cứu hình sự nếu hành vi phạm đó ở mức vi phạm hình sự. Nhưng nguyên tắc thứ năm là không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc là hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính, và xử lý kỷ luật hành chính thì không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi phạm đến mức bị xử lý hình sự. Nguyên tắc thứ sáu là trong trường hợp cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật về đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải đảm bảo mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. Nhưng với trường hợp cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật về đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải đảm bảo mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. Chúng ta nhớ mốc thời gian ở đây là trong thời hạn 30 ngày kể ngày công bố quyết định kỷ luật đảng thì cơ quan, tổ chức và đơn vị phải xem xét quyết định về kỷ luật hành chính. Ta nhớ trong thời hạn 30 ngày kể ngày công bố quyết định kỷ luật đảng thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét quyết định xử lý kỷ luật hành chính. Nguyên tắc thứ bảy là nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm về thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử kỷ luật. Ta nhớ nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật. Ta nhớ nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử kỷ luật. Nguyên tắc thứ tám đó là cán bộ công chức viên chức có hành vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm. Ta nhớ là với cán bộ công chức có hành vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm. Còn ngoài thời hạn 24 tháng thì hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét kỷ luật. Ta nhớ ngoài thời hạn mà 24 tháng thì hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật. Đó là 8 nguyên tắc, đúng không ạ, về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Và trước đó chúng ta nắm được các liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng với nghị định 12
chúng ta nhớ thẻ đây là thấy phần kết bài trên đây là có nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của nghị định 2 cũng như các nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức được quy định tại nghị này. Đây là những quy định rất quan trọng, khi chúng ta xác định được phạm vi điều chỉnh cũng như đối tượng áp dụng thì chúng ta sẽ xử lý đúng đối tượng, đúng không ạ, trên cơ sở những nguyên tắc xử lý đảm bảo sự công bằng nghiêm minh đối với những cán bộ công chức có hành vi vi phạm về kỷ luật, đúng không, trong thi hành nhiệm vụ công vụ và hoạt động nghề nghiệp của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành em nhé. Vậy là xong trong câu hỏi số 1. Ta đi vào câu hỏi số 2. Anh chị hãy trình bày về các hành vi bị xử lý kỷ luật và các hình thức kỷ luật đối với viên chức theo nghị định 12/520 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Thì chúng ta thấy là rất rõ rồi, đúng không? Ở trong nghị định 12/520 của Chính phủ thì quy định về các nguyên tắc xử lý kỷ luật với các hành vi bị xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, xác định rõ các hành vi cụ thể, ta thấy rất rõ trên cơ sở các vi phạm của các đối tượng thì chúng ta thấy là trong nghị định này đưa ra những các hành vi tương ứng hành vi hình thức hành vi kỷ luật của cán bộ công chức khi vi phạm và tương xứng đó là các hình thức kỷ luật đối với viên chức, làm cơ sở cho những người có thẩm quyền ấy, căn cứ vào các hành vi, đúng không, và đối chiếu đó sẽ với các hình thức kỷ luật tương xứng đối với kỷ luật đối với viên chức như sau. Đây chúng ta nhớ đây dành cho viên chức, ta nhớ nhá. Thì thấy các hành vi bị xử kỷ luật của cán bộ công chức viên chức nói chung thì chúng ta thấy với cán bộ công chức mà khi có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức, những việc mà cán bộ công chức viên chức không được làm, nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị, vi phạm về đạo đức lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét kỷ luật. Thì anh nhớ với các hành vi bị xử lý kỷ luật thì cán bộ công chức viên chức có hành vi phạm quy định về nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức, ta thấy nghĩa vụ chúng ta trong hoạt động nghề nghiệp, đúng không, đấy ta thấy rất rõ như liên quan đến tuân thủ các quy định của luật hay nghĩa vụ chung đấy, bảo vệ bí mật nhà nước chẳng hạn, ta thấy thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đúng không, còn những việc cán bộ công chức không được làm, đúng không, thấy liên quan đến phân biệt đối xử chẳng hạn, đúng không, ta thấy là thực hiện như hay là phân biệt hay là liên quan đến trốn tránh nhiệm vụ chẳng hạn, đấy là những việc không được làm mà 6 việc quy định ở điều 19 đấy, đúng không ạ, rồi những nội quy quy chế của cơ quan tổ chức về giờ giấc làm việc, rồi vi phạm về đạo đức lối sống liên quan đến cái việc mà có thể là vi phạm về lối sống là thấy từ ăn tiếng nói này, hay là liên quan về hôn nhân gia đình, đúng không ạ, thấy cặp bồ chẳng hạn đấy gọi là tiểu tam, đúng không ạ, rồi hoặc các vi phạm pháp luật khác khi mà thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ, về các hành vi bị xử lý luật. Thứ hai về mức độ hành vi vi phạm kỷ luật đối với cán bộ công chức, chúng ta nhớ cái mẹo, nhớ bốn cái mức độ ở đây: một là hậu quả ít nghiêm trọng, thứ hai hậu quả nghiêm trọng, thứ ba là hậu quả rất nghiêm trọng, và thứ tư là gì, đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng ta thấy sau này sẽ căn cứ với ít nghiêm trọng sẽ hình thức kỷ luật nào, và nghiêm trọng thì hình thức kỷ luật nào, rất nghiêm trọng hình thức kỷ luật nào, và đặc biệt nghiêm trọng thì hình thức nào. Thì chúng ta thấy với mức độ về vi phạm hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại không lớn, ta nhớ là không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị khác, là nhớ vi phạm ít nghiêm trọng, là nhớ từ khóa này là tác động không lớn, rồi tác động trong phạm vi nội bộ, đấy, chúng ta nhớ là như vậy. Mức độ thứ hai của vi phạm đó là vi phạm hậu quả nghiêm trọng, thì đó là vi phạm về tính chất mức độ, đúng không? Tác hại lớn, đây là tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác, thì nhớ vi phạm hậu quả nghiêm trọng, nên nhớ là tác động đây là lớn, đúng không ạ, và tác động ngoài phạm vi nội bộ, còn ít nghiêm trọng là thấy là tác động không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, còn hậu quả nghiêm trọng là tác động là thấy mức độ tác hại lớn, đúng không ạ, tác động ngoài phạm vi nội bộ, như từ khóa chúng ta nhớ. Mức độ thứ ba nó vi phạm hậu quả rất nghiêm trọng, đó là vi phạm có tính chất mức độ tác hại là rất lớn, về phạm vi tác động ở đây đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân, là mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác. Thì nhớ mức độ thứ ba là vi phạm hậu quả rất nghiêm trọng, hoặc là vi phạm tính chất mức độ tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân, là mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác. Mức độ vi phạm thứ tư đó là vi phạm hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ta nhớ là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hoặc là vi phạm tính chất mức độ tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân, là mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác. Thì nhớ mức độ thứ tư về mức độ vi phạm là vi phạm hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, là vi phạm và tính chất mức độ tác hại là đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội,
gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, và mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. Là thấy bốn mức rất rõ, vi phạm hậu quả ít nghiêm trọng thì chúng ta nhớ là mức độ tác hại không lớn, tác động phạm vi nội bộ, còn hậu quả nghiêm trọng là tác hại lớn và tác động ngoài phạm vi nội bộ, còn hậu quả nghiêm trọng là tôi thấy là tác hại rất lớn, phạm vi tác động là toàn xã hội, còn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì chúng ta nhớ tác hại đặc biệt lớn, tác động phạm vi sâu rộng toàn xã hội. Chúng ta nhớ các từ khóa để chúng ta nhớ về bốn mức vi phạm, đúng không? Mức độ của hành vi vi phạm làm nhau. Ý thứ hai của câu hỏi này là liên quan đến các hình thức kỷ luật, đúng không? Đối với viên chức, gắn với viên chức là thấy rồi. Thì tương ứng với các mức độ vi phạm như vậy thì các cơ quan thẩm quyền sẽ áp dụng hình thức kỷ luật đối với viên chức. Và đối với viên chức ta chia lại thành hai loại, định vị ra để học tách rời. Đó là viên chức không giữ chức vụ quản lý và viên chức giữ chức vụ quản lý. Thì đối với các hình thức kỷ luật để áp dụng đối với viên chức không giữ quản lý, chúng ta nhớ có 3. Một là khiển trách, hai là cảnh cáo, ba là buộc thôi việc. Thế nhưng có 3 hình thức kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý: một là khiển trách, hai cảnh cáo, ba buộc thôi việc. Thứ hai là áp dụng với các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức quản lý thì ta nhớ có 4: một là khiển trách, hai là cảnh cáo, ba là cách chức, bốn là buộc thôi việc. Thì so với viên chức không quản lý thì viên chức quản lý có thêm một hình thức, đó là hình thức cách chức, vì họ có chức thì mới cách được. Thế còn viên chức không quản lý thì có chức đâu mà cách, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta cần nhớ học mẹo là chung là chúng ta thấy là với viên chức quản lý thì thêm một hình thức thứ tư là cách chức thôi. Còn giống nhau, cả viên chức quản lý và viên chức không quản lý đều là có khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc. Còn với viên chức quản lý thêm hình thức cách chức, thì họ có chức thì mới cách được, các em nhá. Với viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định trên thì có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp. Thấy với ngành y chúng ta thấy là bị hạn chế về khám bệnh chữa bệnh. Chúng ta thấy với viên chức bị kỷ luật một trong các hình thức quy định tại điều này có thể là khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc hay cách chức, ta thấy là có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan. Thì chúng ta nhớ hai ý trả lời cho câu hỏi số 2 các em nhá. Và kết bài trên đây là những nội dung quy định về các hành vi bị xử lý kỷ luật và các hình thức kỷ luật đối với viên chức được quy định tại nghị định số 12/520 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thì đây là những quy định pháp lý rất quan trọng, đúng không? Trên cơ sở các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, đúng không? Cụ thể ở đây là viên chức ấy, với mức độ tác động nguy hại về ít nghiêm trọng, hậu quả nghiêm trọng hay là rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thì các cơ quan thẩm quyền xem xét về hành vi đó sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật tương ứng, có thể khiển trách, có thể cảnh cáo, có là cách chức là gắn viên chức quản lý rồi buộc thôi việc, đúng không? Mức độ vi phạm theo đúng quy định trong nghị định 12/520 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, đảm bảo tính răn đe, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, các em nhé. Xong trong câu hỏi số 2, ta đi vào câu hỏi số 3 có nội dung anh chị hãy trình bày về quy định áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức tại nghị định 12/520 liên hệ thực tế. Thì chúng ta thấy ở đây có hai phần, phần lý thuyết và phần liên hệ thực tế. Thì chúng ta thấy với quy định về áp dụng hình thức kỷ khiển trách đối với viên chức, đúng không? Thì chúng ta thấy rồi, trên cơ sở hướng dẫn các nội dung của luật viên chức, đúng không? Thì Chính phủ đã đưa ra các quy định hướng dẫn chi tiết cụ thể, trong đó chỉ ra đưa ra các nguyên tắc trong hoạt động về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, áp dụng hình thức kỷ luật tương xứng với các mức độ hành vi vi phạm. Mức độ hành vi vi phạm đầu tiên với hình thức kỷ luật đầu tiên đó là hình thức áp dụng hình thức khiển trách đối với viên chức khi mà viên chức có hành vi vi phạm lần đầu gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều 17 của nghị định này thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thì chúng ta thấy với hình thức khiển trách áp dụng đối với viên chức ấy, là áp dụng đối với hành vi lần đầu gây hậu quả ít nghiêm trọng, hay ít nghiêm trọng đấy, ngoại trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều 17 của nghị định này thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thì chúng ta nhớ thầy ở đây ta thấy có 9 trường hợp, mà chúng ta nhớ cái mẹo để nhớ 9 trường hợp này, chúng ta nhớ cho thầy ở đây các cái từ khóa, đúng không ạ? Là chúng ta nhớ có 6 từ vi phạm, đúng không ạ? 6 từ vi phạm, rồi một từ không tuân thủ, một từ không chấp hành và một từ lợi dụng. Đấy, 6 từ vi phạm, đúng không ạ? Một từ gì? Không tuân thủ, một từ không chấp hành và một từ lợi dụng thì nhớ hơn, đúng không ạ? Thì 6 ta thấy là chia ra như vậy thì chúng ta nhớ là đi ta có thể học 6 từ vi phạm trước hoặc là trộn cũng được. Chúng ta thấy là chúng ta không cần theo thứ tự em nhá. Thì chúng ta thấy ở đây là trình bày nhớ ta học đã, đúng không ạ? Thế còn không thì có thể theo thứ tự tùy các em. Để thầy nói từ 6 từ vi phạm bây giờ gì? Vi phạm về quy định của pháp luật về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của viên chức, kỷ luật lao động, quy định nội quy quy chế làm việc của cơ quan đơn vị sự nghiệp đã được cấp thẩm quyền nhắc nhở văn bản. Đấy, từ vi phạm đầu tiên.
vi phạm về pháp luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ của viên chức, kỷ luật lao động, quy định nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sở hữu công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở văn bản. Từ vi phạm thứ hai đó là về vi phạm về quy định về pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là từ vi phạm thứ hai. Và vi phạm về quy định về pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ vi phạm thứ ba là vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, như là vi phạm quy định về của pháp luật về bảo vệ nhà nước. Từ vi phạm thứ tư là vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo, như là vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Từ vi phạm thứ năm đó là vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính kế toán, ngân hàng, quản lý sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Ta nhớ từ vi phạm thứ năm là vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính kế toán, ngân hàng, quản lý sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Từ vi phạm thứ sáu là vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, dân số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, an sinh xã hội, quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức. Ta nhớ từ vi phạm thứ sáu là vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, dân số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, an sinh xã hội, quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức. Đấy là 6 từ vi phạm. Một từ không tuân thủ thì như thế rồi, không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong thực hiện hoạt động nghề nghiệp đã được cấp thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản. Ta nhớ là từ không tuân thủ là không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp đã được cấp thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản. Từ thứ hai là không chấp hành. Không chấp hành đây là không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền, không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng, gây mất đoàn kết trong đơn vị. Chúng ta nhớ từ không chấp hành ở đây chính là không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền, không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng, gây mất đoàn kết trong đơn vị. Và từ cuối cùng là từ lợi dụng. Đấy, chúng ta nhớ 6 vi phạm đúng không ạ? Mà một từ không tuân thủ, một từ không chấp hành và một từ lợi dụng. Nên lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, có thái độ hách dịch cửa quyền hoặc gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc nhiệm vụ được giao, xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không có đủ điều kiện, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Chúng ta nhớ từ lợi dụng, người ta viết công thức ra tìm là giải như kiểu giải toán vi phạm 6 từ vi phạm vậy, nó là vi phạm gì đúng không? Không tuân thủ là không tuân thủ gì, không chấp hành là không chấp hành gì, và lợi dụng là lợi dụng gì. Ta viết như vậy học rất dễ nhớ, mà cái lão chúng ta nó tương tác tốt và nó cảm thấy nó không nhàm chán, nó kích lão chúng ta đúng không ạ? Thì ta thấy với lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích, nghĩa là lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, có thái độ hách dịch cửa quyền, gây khó hoặc gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc nhiệm vụ được giao, xác nhận hoặc là cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác trong điều kiện hoạt động khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, các em nhá. Nó là 9 liên quan đến trường hợp mà áp dụng hình thức khiển trách đối với viên chức. Thì ý thứ hai ở câu hỏi số này thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây về liên hệ thực tế. Liên hệ thực tế bao giờ chúng ta phải giới thiệu về cái đơn vị công tác, đơn vị mà chúng ta đang công tác, với trường hợp mà các em đã đi làm rồi. Thế còn trường hợp mà chúng ta chưa đi công tác thì chúng ta vừa tìm hiểu liên quan đến đơn vị mà chúng ta dự tuyển vào đó. Đấy, chúng ta thấy với thi viết thì chúng ta thấy các thầy cô không phải điều tra xem chúng ta có thực làm đấy không, mà quan trọng đến cái câu hỏi đây liên hệ đây là chúng ta vận dụng với các quy định mà chúng ta đánh giá. Các em có thể là nơi mà chúng em đã đi thực tập rồi đúng không, tại bệnh viện mà chúng ta thực tập thì hoàn toàn thông tin thì chúng ta phải tìm hiểu về bệnh viện nó hay là trung tâm y tế nơi mà chúng ta, nếu với các bạn mà đã đi làm rồi thì thuận tiện hơn đúng không ạ. Đấy, còn bạn chưa đi làm thì chúng ta lấy thông tin của nơi chúng ta sắp dự tuyển vào hoặc là nơi chúng ta đã thực tập đúng không, thì ta thấy liên quan giới thiệu về lịch sử ra đời hình thành của bệnh viện, những thành tích đạt được của bệnh viện, rồi giới thiệu hiện nay số lượng về viên chức hiện tại, trong đó có bao nhiêu viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý đúng không ạ. Đấy, chức vụ quản lý chính là những người là trong ban lãnh đạo đúng không, bệnh viện đúng không, rồi giám đốc đúng không, hay là trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, người giữ chức vụ chức danh tổ trưởng tổ phó đấy. Còn viên chức không quản lý chắc chắn là nhân viên rồi đúng không, rồi y bác sĩ, những người không giữ chức vụ chức danh. Đấy, chúng ta thấy rất rõ, ta nhớ là số lượng ta liệt kê ra đúng không ạ. Rồi chúng ta gắn với trong năm vừa qua, ta thấy xem cái số lượng có bao nhiêu viên chức trong đơn vị đúng không, bệnh viện hay là trung tâm y tế đúng không, thậm chí ở xã là trạm y tế xã có bao nhiêu viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, ta có thể thống kê ra
và vi phạm thường về những lỗi gì, có thể vi phạm về chức trách nhiệm vụ hay là không tuân quy định chuyên môn hay lợi dụng vị trí công tác, hay là liên quan vi phạm về phòng chống tội phạm, hay liên quan vi phạm về khiếu nại tố cáo, hay vi phạm về bí mật nước, ta có thể chọn ra, không hay về bạo lực gia đình, những vi phạm chủ yếu. Và với những người vi phạm này thì có thấy là các những người đứng đầu các cơ quan đơn vị cũng đã nhắc nhở và yêu cầu thực hiện theo quy trình để xử lý kỷ luật đối với những viên chức có hành vi phạm, đúng không ạ? Và yêu cầu tuân thủ chấp hành, và các viên chức như vi phạm thì cũng rất là, cầu thị ăn năn hối lỗi, đúng không, và thực hiện đúng các cái vi phạm đấy. Chúng ta thấy rất là rõ có hành vi mà cho thấy là sửa đổi rất là rõ, cải tiến và thực hiện sau thời gian mà vi phạm có những tiến bộ rất nhanh sau khi mà thấy là có những hình thức xử lý kỷ luật như thế này, thì đã nhận thức rõ các vấn đề, các cái sai phạm của mình và cam kết không tái phạm và thực hiện rất tốt, thực hiện các nhiệm vụ được giao, đúng không, thấy chấp hành phân công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đó, thì chúng ta thấy phải có đưa ra những cái giải pháp như vậy, đúng không, nghĩa là cái sự quan tâm của ban lãnh đạo viện, rồi tôi thấy các biện pháp xử lý kịp thời các đối tượng, và ngay bản thân đối tượng vi phạm thì cũng liên quan trong cái việc mà cho cảm thấy nhận thức rõ về hành vi phạm của mình và sự thay đổi biến chuyển trong cái nhận thức và có những hành vi thay đổi cụ thể trong hoạt động nghề nghiệp của mình để tránh tái phạm hoặc là vi phạm các lỗi nặng hơn trong hoạt động nghề nghiệp của mình, các em nhé. Như vậy là xong trong câu hỏi số 3. Đã đi vào câu hỏi số 4 có nội dung: anh chị hãy trình bày và áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với viên chức quy định tại Nghị định 12/520 của Chính phủ, liên hệ thực tế về nội dung này. Thì chúng ta thấy cần dẫn dắt như sau. Với các viên chức hoạt động thực hiện các hoạt động nghề nghiệp đúng không, tại các đơn vị sự công lập, đúng không, khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì được khen thưởng, còn khi mà có hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Thì theo quy định pháp luật hiện nay về quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức thì được quy định tại Nghị định 12/520, trong đó thì đưa ra hình thức kỷ luật rất là cụ thể, đúng không? Nó là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc, đúng không ạ? Đặc biệt là với hình thức cảnh cáo áp dụng đối với những viên chức thấy mà khi có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây, cụ thể là 3 trường hợp. Chúng ta thấy một là với các viên chức họ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà chỉ khi có hành vi vi phạm quy định tại điều 16 của nghị định này mà tái phạm, mà họ có hành vi vi phạm ở điều 16 9 hành vi đấy, đúng không? Là thấy rất rõ mà 6 từ vi phạm, một từ không chấp hành, một từ liên quan không tuân thủ và một từ lợi dụng, thì ta thấy là trường hợp đầu tiên mình sẽ áp dụng hình thức là cảnh cáo, đó là các viên chức đã bị xử lý hình thức khiển trách về hành vi vi phạm quy định tại điều 16 của nghị định này mà tái phạm. Thứ hai là có hành vi vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 16, chính là khiển trách. Họ vi phạm dù lần đầu nhưng hậu quả nghiêm trọng, ít nghiêm trọng thì là khiển trách, nhưng chúng ta thấy đây là hậu quả nghiêm trọng thì phải là cảnh cáo rồi. Có hành vi vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp, một trong 9 trường hợp vi phạm ở điều 16 này. Thứ ba là có hành vi vi phạm lần đầu rồi gây hậu quả ít nghiêm trọng nhưng mà thuộc các trường hợp sau đây gắn với viên chức quản lý nên nhá, thì vẫn là cảnh cáo. Đã, bình thường thì chúng ta thấy vi phạm lần đầu ít nghiêm trọng thì là khiển trách, đấy là với viên chức không giữ chức quản lý, nhưng mà với viên chức giữ chức quản lý thấy vừa có vi phạm lần đầu gây hậu quả ít nghiêm trọng, đúng không, thì viên chức quản lý này không thực hiện đúng chức trách, đúng không, trách nhiệm để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì áp dụng hình thức cảnh cáo. Rồi với viên chức quản lý mà không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, đây trường hợp với viên chức quản lý mà không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, đấy, chúng ta thấy bao giờ với lãnh đạo bao giờ cái mức hình phạt cao hơn một mức đấy, áp dụng cao hơn đấy, đúng không, với hình thức cảnh cáo áp dụng hình phạt lần đầu với hậu quả ít nghiêm trọng đấy, thuộc với đối tượng là viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm để viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, viên chức quản lý mà không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành theo sự phân công mà không có quản lý do chính đáng, thì chúng ta thấy 3 trường hợp cụ thể chúng ta sẽ áp dụng hình thức cảnh cáo đối với viên chức, các em nhá. Đó, chúng ta thấy rất là rõ. Và phần liên hệ thì khá giống như câu trên, thì chúng ta thấy bao giờ chúng ta thấy bóng câu hỏi số 3, chúng ta thấy bao giờ mình giới thiệu về cái nơi chúng ta đang công tác đối với trường hợp mà các bạn đã đi làm rồi, còn trường hợp các bạn chưa đi làm thì chúng ta có thể sẽ áp dụng trong trường hợp mà chúng ta lấy các thông tin mà bệnh viện mà chúng ta sắp dự thi hoặc là với nơi mà chúng ta đã thực tập. Nhưng thầy nhắc lại thì quan trọng đấy, những thông tin giới thiệu về lịch sử ra đời, hình thành phát triển bệnh viện, những thành tích đạt được của bệnh viện, rồi số lượng viên chức hiện nay của bệnh viện, đúng không, phải có
hay là của trung tâm y tế, đúng không ạ? Là ta lấy số lượng về viên chức, trong đó có viên chức y tế, viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý đấy, các em nha. Đó thì chúng ta thấy con số liệu trong năm vừa qua có bao nhiêu trường hợp mà vi phạm được cảnh cáo. Đấy, trong đó là trường hợp là viên chức quản lý, đúng không? Hoặc là viên chức không quản lý đã vi phạm các hình thức, số lượng là bao nhiêu, ta liệt kê ra, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đưa ra nhận định là trong với những với sự quan tâm, đúng không? Và chỉ đạo rất sát sao của lãnh đạo bệnh viện, thì đối với những viên chức có hành vi phạm cảnh cáo này thì lãnh đạo bệnh viện cũng đã khi mà có hành vi phạm thì cũng kịp thời họp hội đồng kỷ luật và đưa ra các hình thức kỷ luật, đúng không? Và những viên chức có hành vi phạm này thì tuân thủ chấp hành các quyết định kỷ luật của hội đồng kỷ luật, đúng không? Và cũng cam kết hứa thay đổi, đúng không? Và liên quan đến rèn luyện bản thân, tu dưỡng rèn đạo đức hoặc trong hoạt động nghề nghiệp và những biến chuyển trong hoạt động của mình. Đấy, tuân thủ các quy định của nội quy, quy định của bệnh viện, quy định của pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp, về không vi phạm những về những việc mà phạm mà không được làm đối với viên chức hoặc là liên quan nghĩa vụ của viên chức. Thì ta thấy rất là rõ, thì cũng có cam kết và có sự thay đổi trong thời gian vừa qua, thì ta thấy với hình thức mà với viên chức không quảng cáo đấy, ta thấy những biện pháp rất rõ. Thì mà lãnh đạo bệnh viện thì cũng rất là nghiêm, đúng không? Xử lý nghiêm với cái trường hợp vi phạm không dung thứ, đúng không? Đặc biệt với cái hành vi vi phạm mà của viên chức vi phạm với người bệnh đấy, đúng không? Ta thấy khám bệnh chữa bệnh hách dịch đấy, hay là liên quan hành vi vòi vĩnh đấy, đúng không ạ? Với người bệnh thì xử lý rất nghiêm minh, đúng không ạ? Các vi phạm áp dụng hình thức kỷ luật tương xứng đối với viên chức, em nhá. Để xong trong câu hỏi số 4. Ta đi vào câu hỏi số 5. Đó là anh chị hãy trình bày quy định về áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức quy định tại nghị định 112/520 của Chính phủ, liên hệ thực tế về nội dung này. Thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Thì hình thức buộc thôi việc là hình thức cao nhất áp dụng đối với viên chức khi có hành vi vi phạm, đúng không? Hành vi vi phạm được quy định tại nghị định số 112/520 áp dụng đối với viên chức khi mà viên chức có hành vi vi phạm như sau. Thứ nhất là đã bị xử kỷ luật bằng hình thức là cách chức đối với viên chức quản lý, đúng không? Đấy. Hoặc là cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức quản lý mà tái phạm. Đấy, ta nhớ được tại sao nhớ được 3 hình thức kỷ luật của viên chức quản lý và 4 hình thức kỷ luật của viên chức quản lý là rất quan trọng, đúng không? Ta thấy nhớ áp dụng đây, đúng không? Trường hợp thứ nhất áp dụng thức một công việc là đã xử lý kỷ luật hình thức cách chức đối với viên chức quản lý, đúng không? Hoặc là cảnh cáo đối với viên chức không giữ quản lý. Chúng ta nhớ là với viên chức không quản lý là có khiển trách cảnh cáo buộc thôi việc ngay, còn với viên chức giữ quản lý là có gì khiển trách cảnh cáo cách chức rồi đến buộc thôi việc, đúng không ạ? Trường hợp thứ hai sẽ áp dụng hình thức buộc thôi việc đối với viên chức đó là có hành vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đấy, chúng ta thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng, đúng không ạ? Thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 16, chính là quy định về khiển trách, chính trường hợp quy định tại nghị này. Ta thấy là điều 16 chính là cái điều mẫu ấy, đúng không, là căn cứ cơ sở. Ta nhớ khi mà cái 9 hành vi ấy, ta thấy 6 từ vi phạm, 1 từ không chấp hành, 1 từ lợi dụng và 1 từ không tuân thủ đấy, đúng không ạ? Thì nó thấy là có hành vi phạm lần đầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 16 của anh này. Thứ nhất điều 16 là nhớ đến hành vi khiển trách em nhá. Điều 17 là hình thức cảnh cáo, đúng không? Điều 18 là liên quan đến cách chức đối với viên chức quản lý, và 19 là áp dụng hình thức buộc thôi việc với viên chức, đúng không ạ? Trường hợp thứ ba đó là viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 17 của nghị định này. Đấy, khoản 3 điều 17 chính là liên quan viên chức quản lý bị hình thức cảnh cáo em nhá. Thì trường hợp thứ ba sẽ hình thức áp dụng buộc thôi việc đối với viên chức quản lý có hành vi phạm lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 17 của nghị định này. Trường hợp thứ tư là sử dụng văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ta nhớ là trường hợp thứ tư sẽ áp dụng hình thức buộc thôi việc, đó là sử dụng văn bằng chứng chỉ, giấy tờ xác nhận đấy giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các văn bằng thấy là chúng ta mua hoặc là chúng ta các cái trường mà chưa được công nhận như trường Đông Đô chẳng hạn đấy, chúng ta thấy văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận xác nhận giả hoặc không hợp pháp để tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thứ năm mà sử dụng hình thức buộc thôi việc, đó là hình thức nghiện ma túy. Trường hợp nghiện ma túy với trường hợp này thì có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan thẩm quyền. Ta nhớ là trường hợp thứ năm sẽ áp dụng thức buộc thôi việc đối với viên chức là nghiện ma túy, đúng không? Đối với trường hợp này thì phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Đó là 5 trường hợp mà chúng ta sẽ áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức em nhá. Và ý thứ hai trong hỏi số 5 là liên hệ thực tế, thì chúng ta thấy form giống như câu hỏi số 3, số 4 thôi. Ta thấy phần liên hệ thực tế bao giờ chúng ta phải có cái phần giới thiệu về lịch sử ra đời, hình thành, phát triển bệnh viện đối với các bạn đi làm. Chúng ta lấy với
bệnh viện chúng ta đang làm việc, các bạn chưa đi làm thì chúng ta lấy các thông tin của bệnh viện mà chúng ta sắp dự thi hoặc là chúng ta đã thực tập ở đó các em nhá. Đó thì chúng ta biết về lịch sử ra đời, hình thành phát triển bệnh viện, các thành tích đạt được của bệnh viện, đặc biệt chúng ta nêu được về số lượng viên chức hiện nay gồm viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý, và chúng ta lấy con số về trong năm vừa qua có bao trường hợp viên chức tại bệnh viện áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc, hình thức cao nhất, số lượng là bao nhiêu, và chúng ta thấy là họ bị kỷ luật buộc thôi việc và vi phạm gì đấy liên quan, họ đã bị hình thức cảnh cáo rồi, các vi phạm về 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 trong vi phạm về về liên quan trong các quy định mà chúng ta thấy vi phạm về không chấp hành phần công tác hay phòng chống tội phạm hay về bí mật nhà nước hay khiếu nại tố cáo hay là gây khó khăn phiền hà với người bệnh hay là vi phạm về chức trách nhiệm vụ được giao hay không tuân thủ chương trình chuyên môn hoặc là vi phạm về đầu tư xây dựng đất đai hay về phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta thấy cụ thể, hoặc là vi phạm liên quan các hành vi về sử dụng giấy tờ chứng chỉ giả hay là liên quan nghiện ma túy đấy, chúng ta thấy rất là rõ, hay là với viên chức về quản lý vi phạm về công tác điều hành quản lý, chúng ta nêu rõ lý do những trường hợp mà vi phạm để buộc thôi việc, và ta thấy là khi có hành vi xảy ra thì ta thấy là lãnh đạo bệnh viện cũng đã lập hội đồng xử lý kỷ luật trên cơ sở các mức độ vi phạm, người ta đưa ra quyết định buộc thôi việc rất là rõ, để làm sao đây là những trường hợp mà gây bức xúc rất lớn, đặc biệt nghiêm trọng mà, đúng không, gây ảnh hưởng toàn xã hội, bức xúc đã xử lý rất nghiêm đối với trường hợp hành vi vi phạm mà buộc kỷ luật buộc thôi việc, thì với các trường hợp này thì chúng ta thấy xử lý nghiêm thôi chứ không có cơ hội là ăn lăn hay là sửa chữa gì ở đây cả, mới buộc thôi việc rồi, đúng không ạ? Nếu thấy này thì với các viên chức vi phạm này cũng đã chấp hành các quyết định kỷ luật, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là không làm nhiệm hay là làm việc tại cơ quan đơn vị nữa, ta thấy rất là rõ, thì các cái biện pháp xử lý kỷ luật nó gọi có thấy là răn đe rất là rõ, sự nghiêm minh của pháp luật đối với những viên chức mà có hành vi vi phạm, đúng không, mà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cơ quan tổ chức, nội bộ cơ quan tổ chức hay là tòa, ảnh hưởng hành vi ảnh hưởng toàn xã hội như vậy thì phải xử lý nghiêm minh, đúng không ạ, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành các em nhá. Vậy là xong toàn bộ 5 câu hỏi theo giới hạn quý C thi của em với nghị định 12/2020, rất là chi tiết đầy đủ các phần lý thuyết, phải nhấn mạnh những phần trọng tâm, cách nhớ, cách học, rồi phần liên hệ thực tế để các em cái form như vậy để chúng ta học làm nhớ các em nhá. Thì không biết là các em có câu hỏi gì không, hôm nay cũng là buổi cuối, toàn bộ trọn vẹn những nội dung giới hạn vị trí thi của em thầy đã giảng rất là kỹ, đảm bảo thời gian điểm rơi phù hợp để chúng ta ôn tập học tập, thì rất mong các em mình thời gian chúng ta bám sát thật kỹ nội dung mà thầy đã hướng dẫn qua từng văn bản, đúng không ạ? Rất đầy đủ, rất chi tiết và đầy đủ các cái thông tin hoặc là cách thức để chúng ta làm bài, từ dẫn dắt mở bài, thân bài, kết bài như thế nào, mà chúng ta nhớ đi thi chúng ta phải chép câu hỏi vào nhé, câu hỏi nào chúng ta phải chép, không chúng dòng chúng ta ghi chữ bài nào, nên chúng ta đừng ghi câu 1, câu 2. Đấy, các em có thể lựa chọn câu nào trước cũng được, câu dễ trước chúng ta làm, và làm chúng ta cần xây dựng cái dàn ý nhé. Dàn ý là sao để giúp chúng ta xác định đúng ý, trúng ý, không nhầm ý, sót ý, sai ý. Và ngay dàn ý chúng ta học này, chúng ta thấy là chúng ta học nó nhanh lắm, theo sơ đồ cây, nhưng không sót ý mà nó trọng tâm ở vấn đề, thì rất mong các em áp dụng việc đó để chúng ta học làm để chúng ta đạt kết quả cao. Thì thầy tin rằng với cách hướng dẫn của thầy cũng như sự quyết tâm nỗ lực của các em thì các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi này. Thầy tin vui báo đỗ của các em, xin cảm ơn các em rất nhiều. Rồi các em có câu hỏi gì không ạ? Trường hợp mà từ giờ ngày thi em có những câu hỏi gì liên quan đến nội dung tập thì các em cứ nhắn tin cho thầy, thầy sẽ giải đáp cho các em. Thì rất mong bây giờ thầy nghĩ là việc đơn giản nhất, đúng không, là các em cứ tập trung đúng theo cái form mà thầy đã dạy, vì thầy tin rằng những cách thức thầy dạy đã giúp các bạn học và đã đỗ rất cao. Đấy, khoa học nào của thầy cũng đều có các bạn thủ khoa cả, thì các em chỉ cần tập trung đúng như thế thôi, để không bị phân tán một điều gì cả nhá. Còn có gì vướng mắc khó khăn thì cứ nhắn tin cho thầy, thầy sẽ hỗ trợ giải đáp cho các em, được chưa ạ? Các em thấy được chưa ạ? Vâng, các em cố gắng nhá, chúc các em luôn mạnh khỏe và may mắn trong kỳ thi. Thì sờ tin vui của các em đấy, nhưng như slogan của thầy là gì, học thầy đoàn là đỗ, đúng không ạ? Rất là cảm ơn các em rất nhiều, xin chào tất cả các em.